Ok, chào tất cả các bạn, mình là Thủy Văn TV và hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một cái chiếc máy bơm phản lực nha các bạn. Máy bơm ruộng phản lực này các bạn. Đây, này thì mình sẽ chơi cái loại ống hút cỡ lớn này các bạn. Đấy, cái này là cái gọi là cái lọc các bạn. Nó sẽ làm cái van một chiều nha các bạn, không phải mối nước nhiều. Đấy, chỉ việc đổ nước vào đây và khi nước ở đây nó sẽ bị chặn lại các bạn. Và cái nước nó chỉ hút lên thôi chứ nó không có đẩy xuống nha các bạn. Đây, ở trong này nó sẽ có một cái lò xo và một cái van một chiều nha các bạn. Đó, cái này thì mình mua với giá là 50.000. Các bạn có gioăng cao su này, lò xo này, nén này. Cái này là nó không cho nước nó chảy xuống này các bạn, nó sẽ ép cộng thêm là với cái lực của nước nữa nha các bạn. Nó sẽ ép cái này dưới cái cao su này, ép xuống cái vòng tròn này làm cho nước nó không thể chảy xuống được và nước nó chỉ đẩy lên là thôi. Đấy, khi mà hút lên thì cái này nó sẽ bị đẩy lên các bạn, cái lò xo nó co lại. Đó, lò xo nó co lại và nước nó sẽ chảy theo cái chỗ này sẽ lên. Và khi mà không tắt máy bơm các bạn, không có lực hút thì cái này nó sẽ đẩy xuống và nó khóa nước lại nha các bạn. Đó là nguyên lý của cái này. Đó các bạn, một cái ống như thế này nữa. Chuyển 45 độ và một cái ống 1 mét, ống 60 nha các bạn. Đấy, chơi cái loại 60 này. Đây thì mình đã in sẵn một số cái gọi là cái trục để đỡ các bạn, khung đỡ nha các bạn. Đây, in 3D. In hai đầu, cái này cái đầu sau này, cái đầu trước các bạn. Đấy, đầu trước nó có cả cái đầu nhọn này thì còn giúp cho nước nó đi nhanh hơn nha các bạn, nó không có bị cản lại. Đấy. Đều là những cái kiểu như cái lưỡi dao các bạn nhé. Mặt sau nó to hơn, mặt trước nó sẽ mỏng hơn. Đó, mình sẽ lắp hai cái cánh quạt nha các bạn, lần này chơi hai cái cánh quạt cơ. Đấy, tí nữa dùng động cơ gì thì mình cho các bạn xem. Ấy, rồi. Thấy không ạ? Quả này là hơi bị gắt rồi nha các bạn. Ok các bạn, giờ thì mình sẽ tiến hành lắp cho các bạn xem nha. Trước hết thì mình sẽ sử dụng hai vòng bi. Đó. Có cái ti sắt nữa các bạn. Đấy, ti sắt này sẽ xuyên qua vòng bi thứ nhất và đến cái vòng bi thứ hai. Đấy, và cái trục đỡ này. Mỗi cái trục đỡ là sẽ có một cái vòng bi nha các bạn. Đó, và cái này nó sẽ được đúc vừa với cái ống này nha các bạn, vừa khít luôn. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ sử dụng khò để làm cho nó mềm ra. Và mình sẽ ép vòng bi vào nha.
Ok các bạn, hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái con motor này nhá. Con motor này thì là sử dụng động cơ 220V DC. Nên là ở đây thì mình có một cái cầu chuyển từ cái điện xoay chiều thành điện một chiều để chạy chạy cho cái động cơ này nha các bạn. Cái động cơ này nó tầm khoảng hơn 300W. Rất là to. Đây là một cái bộ điều tốc nhá. Tăng giảm dòng điện. Rồi, bây giờ lắp vào thôi.